Xin chào tất cả các anh em, tôi là Navu đây. Hôm nay thì Navu có một cái buổi offline với các anh em bên Z1000. Mặc dù Navu hiện tại đang chạy R6, thế nhưng mà trước đây mình đã từng sở hữu Z1000 và tham dự một cái club của các anh em chuyên chơi dòng xe Z1000 ở Hà Nội. Mặc dù bây giờ đổi xe rồi, thế nhưng mà mối quan hệ với các anh em cũ vẫn còn. Thế nên là hôm nay vẫn vác xe đi off với anh em. Hôm nay thì mấy anh em họp ở quán Cafa Cà Phê ở số 12 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây, trước mặt Navu đây đang là dàn xe của các anh em trong đội. Đấy, thì anh em thấy chủ yếu là các dòng xe Z1000. Thỉnh thoảng thì vẫn lấp ló một vài dòng xe khác như là Cá Mập Next này, hay là Scrambler này, hay là R6 của Navu này. Đó. Thực tế là các anh em mà chạy những dòng xe lạ thì trước đây cũng đã từng chạy Z1000 rồi. Và sau khi họ đổi xe thì họ vẫn duy trì sinh hoạt trong nhóm. Đây, đây có một con Cá Mập Next nữa. Vậy là tổng là có 2 con Cá Mập Next nhá. Rồi, ở đây có một con CB500X này. Ở đây có một con Hayabusa. Con này là con gọi là thần gió đấy. Thần gió đến từ hãng Suzuki. Rồi, ở kia thì có một anh em nữa chạy Z1000. Đây, có anh em nữa vừa đến xong này. Ây chà, con này nhìn hầm hố đây. Ô, con này là Triumph Rocket này. Anh vào đây. Đấy, bạn này chơi một bộ áo tem ba lô mũ và tem xe rất là đồng bộ. Đây là bộ tem theo phong cách gọi là kiểu tattoo ấy. Đấy, xăm hình. Đấy, anh em thấy phức tạp không? Đây có lẽ là con Z1000 nổi bật nhất trong cái bữa tiệc ngày hôm nay anh em ạ. Đấy, nhìn thôi đã thấy là nó sặc sỡ rồi. Kinh khủng chưa, anh em thấy kinh khủng chưa? Anh ơi, cho em hỏi cái chữ đằng sau ba lô tên là gì? À, chữ Phúc ạ. Tức là tem này là theo phong cách gọi là Phúc Lộc Thọ đúng không anh? Ok, hôm nay thì có một sự tham dự của một con rất là khủng bố nữa. Con này gọi là Triumph Rocket 1 giờ à? Đúng là Rocket 1 giờ không anh? 3 giờ mất rồi. À, 3 giờ à? Anh ra vào chơi phát 3 giờ đúng không? À, Rocket 3 giờ đúng rồi. Bỏ tay anh còn thành 5 phút thôi. Con này kinh khủng lắm. Con này 2400cc đúng không? 2500. 3 xi lanh, cũng xi lanh 800. Con này có nặng không? Con này nặng khô nó 300 mấy, 310 mấy cân. 300 cân cơ. Bây giờ con này mà vết ở nhà thì thôi rồi. Kinh khủng thật. Đây, con này đến từ hãng Triumph anh em nhé. Triumph thì có một cái đặc điểm là nó có hai cái đèn ở trước mặt. Anh nổ đây, anh nghe tiếng đấy. Anh Giao ơi, cho em đổ máy phanh Giao ơi. Cho em đổ phát. Số 1 đấy nhá. Dạ vâng. Ra bo đi. Bộ gì này anh ơi? Bộ gì này, không độ bộ à? Con này là B6 anh ạ. Con này chưa bộ đâu. Ba máy mà mỗi máy 700cc cơ. 800. 834. Tôi tưởng con này. Con kia đây. Con này thì một xi lanh con 3 được. 3 scam lơ bằng con này. 6 xi lanh thì đã hú rồi. Cái đâu? Làm gì có để chân sau. Ok, bây giờ Nam Vu sẽ ngồi thử con này nhá. Con này cho anh em ngồi là sẽ bị bỏng. Được, được, không. Cao đâu, ngồi được, ngồi thoải mái. Em để chế độ vuông à? Không, chế độ thường đấy. Phải có chế độ thường. Chân như này à? Đúng rồi. Cái này không phải co mà là gì? Thoải mái. Ngồi này lại hợp đấy. Này, mình lại nhập về đi em. Okay. Nhập về thôi. Prepárate. Let me see you jump. Prepárate. Get ready. Get. Brilla. Ahí va ya. Todo el mundo. Let me see you jump. Brilla. Ahí va ya. Brilla.
thấy xe đẹp không? Nó đẹp, quá đẹp. Vâng. Con nào đẹp nhất không? Con này đẹp nhất ạ. Vâng. Con này lốp to nhất đấy không ạ? Mấy con trên kia cũng đẹp không ạ? Vâng. Ok các anh em thì mọi người đã tập trung ở trước cổng sân vận động Mỹ Đình để chụp hình. Đây. Đây, hôm nay chỉ có hai con sport thôi, là của Navu và một anh nữa chạy con Hayabusa. Con này thì mình đã từng review rồi, review rất lâu rồi.